Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Mặc dù là mình đã cầm nick của Kình Kình được một tháng rồi nhưng mà quên mất nên hôm nay sẽ gặp một nhân vật. Nhưng mà thực sự thì anh cũng tò mò tại sao lại có người hỏi với anh. Thì tại vì bây giờ anh đã là nhân viên chính thức của S-Channel rồi. Rồi, nào, bây giờ câu hỏi đầu tiên nào. Họ và tên. Nguyễn Việt Lâm ạ. Có cái truyền thuyết để ra được cái tên này ấy. Có gì đặc biệt không? Thực sự ra thì tên bố mẹ đặt thì hỏi bố mẹ chứ cũng không biết thế nào được. Viết thì là kiểu như là cả họ ấy, bên Hà Nội ấy. Tất cả là cả ông bà bố mẹ các thứ toàn là viết hết rồi. Cũng là Nguyễn viết thôi. Còn tên là Lâm thì phụ huynh thích. Chết rồi, đang ổn lắm thôi. Anh ơi, đi tiếp ra chỗ khác đi. Không, hôm nay em nhất quyết phải quay được anh. Tại vì hôm trước đã quay được anh mạnh rồi. Hãy ra chỗ nào bớt ổn hơn. Xin lỗi mọi người, tại vì mình... Em ngồi cạnh anh Tùng nhá. Nhân vật kia gọi là nhân vật cần kỳ. Nhân vật nào? Ai đấy? Thôi nhưng mà chắc là phải đợi một thời gian. Đúng rồi, phải đợi một thời gian. Sao? Nào, nào, lại nào. Ai đấy? Không. Nào, anh Lâm. Không quay đi. Lại nhá. Giới thiệu lại đi. Thì mình đây là Nguyễn Viết Lâm. Ok. Ngày tháng năm sinh. 27 tháng 2 năm 2000, ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Thế có kiểu lúc đầu ấy mà sinh vào ngày này xong có suy nghĩ sau này sẽ đi có lúc mà hồi bé kiểu hay ốm ấy kiểu hồi bé trông gầy đó không béo như bây giờ thì kiểu đi ra kiểu như là trạm y tế phường gọi là đi trạm xá phường đúng rồi. Thì bác sĩ bảo là mẹ thằng này trông nó khỏe thế này được vì ấy cả xong ông làm cả thơ mà cái gì nhỉ võ công cao cường chửi gầm đường không biết đường ra còn nó đã như thế này rồi xong là còn để đúng ngày đấy nữa thì kiểu gì cho là bác sĩ được thế... nhưng mà cuối cùng thì không là bác sĩ thế bây giờ anh tại sao lại không làm bác sĩ tại vì học dốt anh mà học giỏi thì anh cũng không là bác sĩ luôn. nếu mà học giỏi thì sẽ chọn trường nào? Chắc là mình sẽ theo một cái ngành gì đấy là cơ khí, kiểu xe cộ. Mình khá là thích cơ khí kiểu. Đam mê thì đúng kiểu là muốn trở thành một ông blacksmith ấy, kiểu như là rèn diểm các thứ ấy, làm cơ khí, mình thích như thế. Kiểu học bách khoa đúng không? Làm bách khoa, làm cơ khí, mình khá là thích cái ngành đấy nhưng mà trước học cấp 3 thì mình không học giỏi. Quá rồi, mình không dành quá nhiều thời gian cho việc học. Anh Lâm show cái ảnh ngày xưa của anh đi mọi người rất kiểu sốc luôn ấy. Nào bắt đầu show rồi. Đâu nhỉ? Đây thì mở Facebook mình ra nhá. Thực ra thì phiên bản đại học với phiên bản cấp 3 của mình là hai phiên bản khác hẳn nhau rồi. Đây là đại học năm tư rồi. Mình gần đây có cái tâm giảm cân. Thế đã giảm được cân nào chưa ạ? 2 tuần giảm được 4 cân rồi bạn. Wow, anh cho em kiểu xin bí kíp đi, đỉnh vậy. Đừng ăn nữa em và đi cầm. Ăn dưới nhu cầu và tập trên khả năng. Ok, nào đây là hình ảnh này nha. Nào hình ảnh này đi. Ui, em không nhận ra anh luôn. Nhưng mà okay. bây giờ trông dễ thương hơn. Hồi này là kiểu có bị gầy quá hơn so với quy định không? Lúc đấy thì bụng mình vẫn kiểu mỡ miệng các thứ. Chồng ra thì chiến thành quê xanh luôn đó. Ôi, nhưng gầy thật. Gầy. Ôi, dã man. Thì đó, đại khái là thế. Ây da. Đây nữa. Không nhận ra. Không nhận ra. Anh Tùng với anh xem anh Lâm ngày xưa đi. Anh có nhận ra không? Không nhận ra đúng không mọi người? Nhưng anh xem với. Trông cái đầu giống nhưng mà cái đầu gầy. Nhưng cái người thì không giống. Trông mà. Trông rất gầy luôn chị. Trông rất xinh, trông Hàn Quốc. Nhưng mà sao đầu to ấy? Đầu to đấy. Chị có thể vứt qua vài ảnh khác để chị xem là đầu nó to không? Đầu vẫn thế mà. Đầu to mà. Ừ, ai đây? Ôi, thì chắc ảnh người yêu. Chắc là tóc. Chắc là thời này mốt tóc của Bùi Anh Tuấn. Em vẫn để em mới đổi cấp này được một tuần mà em thấy hối hận mà em nếu không chỉ ý mấy clip của đây em toàn đội mũ len mà tóc phải đẹp mà sáng sủa mà trông mặt sáng nào sủa. Nào tiếp câu hỏi tiếp theo nào quê quán mình thì sinh ra lớn lên Hà Nội nhưng mà gọi là quê chẳng biết nói nhỉ không quê mẹ Thái Bình quê bố đúng không anh còn đẻ ra ở Long Biên chúng ta kiểu gốc Thái Bình mẹ em sinh ra lớn lên không ăn được đúng là Thái Bình em sinh ra ở Hà Nội nếu thế thì gốc của anh vẫn là ở Long Biên Long Anh là quê bố. Còn từ bé em đẻ ra và lớn ở Long Biên. Thế đúng rồi, gốc Hà Nội, Long Biên. Kiểu tự trị Long Biên. Rồi, tình trạng quan hệ nào? Nhập nhằng lòng quan ta la văn. Thật á? Đại khái là thế. Đại khái là thế thì câu chuyện hỏi sâu thì nó dài. Ok. Hơi bất ngờ một chút tại vì hơi bất ngờ đúng. Tại vì kiểu mình mấy lần nói chuyện với anh Lâm là sẽ thấy anh Lâm để anh người yêu. Đúng. Thì nói là bị oan ta la văn. Mong là vẫn hạnh phúc anh nhỉ. Đúng, thì anh cũng mong thế. Trộm vía. Nào, bạn vào S Channel từ ngày bao nhiêu?
Idol. À, câu chuyện mình vào Eternal là một câu chuyện khá là buồn cười, và đến khi nhắc lại thì cả chị Mây, anh Huy hay anh Phong đều không muốn nhắc lại. Ừ, thế thôi, giờ nhắc lại đi. Câu đấy là, câu chuyện đấy là mình phỏng vấn từ tháng 12 năm 2020. Thì đến tháng 6 năm 2021 mình được đi làm. Oh my god. Kiểu đấy, thế về sau anh thông báo cho anh. Phúc gọi, Phúc anh em TV gọi, Phúc bây giờ thì nó nghỉ rồi. Thế đấy, là làm cùng đợt với cả bọn mình không biết. Làm trước với cả Hoa với Mai tầm độ, à Hoa với cả Hảo tầm độ một tháng. Một tháng, hơn một tháng. Rồi. Tháng 5 đấy, đúng rồi, đấy. Thì câu chuyện là anh Huy gọi nhầm người. À, tức là đáng nhẽ anh là được vào. Ừ. Nhưng anh Huy lại gọi nhầm đúng người. Không? Anh Phong cũng kể như thế, anh Chiến cũng kể như thế. Xong là lúc đấy mình kiểu chứ, chắc kiểu... là nói thế cho đỡ buồn thôi chứ. Nhưng còn kiểu lọt sàng xuống bia không biết gọi ai nữa thì gọi. Nhưng mà hỏi ba người câu chuyện cùng như thế xong thì mình thấy hơi mất lòng tin đấy anh Huy. Kiểu đau không? Đau, đau ở đây. Không, không cũng bình thường. Lúc mình chỉ hơi bất ngờ. Hôm đấy Phúc gọi điện rồi chứ mình gọi điện từ anh em TV sang hả? Cái gì TV hả? Nhưng lúc đầu là anh nộp CV cho Eternal ấy. Đúng, cho Eternal, làm công nghệ cho Eternal. Đã không, đã thành ra là kiểu nửa năm sau gọi lại. Mình có phỏng vấn đâu đâu nhỉ, kiểu không biết gì ấy. Cuối cùng là thì Lúc đấy đã biết về anh em TV gì chưa? Hay là mỗi Eternal thôi? Không biết thì biết chứ, tôi đã biết những cái hệ thống kênh của Eternal. Mình đúng kiểu là trước khi mình vào đây làm thì mình kiểu là kiểu fan. Look up anh chị ở đây mà. Mình khá là thích nên là mình kiểu clip nào cũng bỏ thế... À cập nhật clip nào cũng xem. Thế... Không bỏ clip nào. Thế trước khi vào Eternal thì thích xem, thích nhân vật nào nhất trong Eternal? Anh Chiều. May là giờ vẫn là một quân anh Chiều. Thế mà hơi sợ. Đấy em đang định hỏi. Thế thì mình kể cho các bạn một câu chuyện. Nào. Đó là Lâm thì từng cast vào công nghệ của Eternal. Đấy vừa kể vào, xong đấy. À chuyện kể rồi ạ. Lần đấy cũng Lâm bị nhưng loại. Mà lỗi. Lần đấy Lâm bị loại. Thế sao Lâm kể là bị gọi nhầm người? Anh Chiều. Đâu, thực ra anh là Huy. Lần anh lần Phong đấy kể lại. Lần đấy là anh Huy loại nhầm anh. Anh Chiều đã gọi là gì nhỉ? Vớt lại hãy không phải là sửa lỗi lầm. Đúng rồi, sửa lỗi lầm, cái này được gọi là sửa lỗi lầm. Chị bảo nhá, chị mà như lông thật đi, eo ơi dỗi luôn, tự ái luôn đấy. Chị offer một mức lương x5. Đúng rồi, để kiểu phí. Được, thế sau hôm nay thì em sẽ nhờ mọi người ạ. Phí đền bù tinh thần. Phí đền bù tinh thần. Thì ai vào công nghệ trả lời. Anh đi chiều dạy, anh xếp dạy. Thế công việc trước khi vào Eternal anh làm gì? Trước đấy thì mình làm hai công việc song song cùng một lúc. Mình làm cũng làm kiểu như review công nghệ cho một kênh khác nhỏ hơn. Chuyên vào phụ kiện các thứ. Và mình có đi dạy. À đi dạy, dạy tiếng Anh. Oh wow, giỏi thế. Thế trước mà bảo là cũng học được đi ăn vài lần. Wow. Ngày 2011 cũng được gọi là mời thầy đi ăn nữa không? Nào, kiểu freestyle vài câu tiếng Anh đi nào. Hello, I'm fine, thank you and you. Không ạ, em dạy được ôn thi cấp 3. Ôi thế là giỏi chứ. Ôn thi cấp 3 với cả là đi gia sư hoặc là không giỏi nếu so với anh Tùng. Không, anh Tùng là một đẳng cấp khác rồi. Nhưng mà như thế này là rất giỏi rồi. Thì trước đấy mình đi dạy được tầm một năm xong xong hai việc một lúc. Xong đến lúc vào làm S xong thì nghỉ luôn. Quên, vừa nãy em quên hỏi thiếu một câu. Cảm nhận ngày đầu tiên khi anh đi làm tại Eternal tại văn phòng. Không phải cảm nhận đầu tiên mà cảm nhận một tháng đầu tiên luôn. Một tháng đầu tiên luôn. Mọi thứ nó kiểu mọi người kiểu bị sợ ấy. Sợ? Trước khi vào đây nhá. Không, đúng rồi. Đợt em vào mọi người không kiểu bây giờ thì thế là bị sợ. Đợt tháng đầu bị sợ, cũng không làm quen mọi người cứ nói chơi với nhau ấy. Bị ngại. Bây giờ thì đỡ rồi. Bây giờ thoải mái hơn, bị thoải mái. Thoải mái hơn đúng không? Ngày trước thì nói chuyện anh Chiều bảo là em sợ mọi người văn phòng, mọi người em vui với mọi người cũng được. Nhưng mà sợ chị Mây với anh Huy lắm. Bây giờ thì hết sợ rồi. Tại vì anh Mây, chị Mây và anh Huy là hai người phỏng vấn em. Mà hôm đấy mọi người trông kiểu mặt lạnh tanh như tiền đấy. Ôi thế ạ. Xong vào phỏng vấn em bị sợ. Cái hôm em phỏng vấn anh Huy kiểu dễ lắm, kiểu dễ hơn khi em đi phỏng vấn. Cả hôm phỏng vấn đấy mà anh Huy mặt lạnh tanh với chị Mây mặt lạnh tanh luôn ấy. Xong cứ nhìn cái máy tính xong cứ gõ gõ, mình không hiểu nhận xét gì, mình sợ. Ấy. Nhưng mà tại vì newbie bọn em mới vào sẽ rất khá là ngại. Nhưng mà kiểu ví dụ mấy đứa giống kiểu là mọi người ăn cái gì thì mọi người sẽ rủ nhau. Ăn đấy thì dần dần như thế là quen hơn. Vâng, em mất đấy, đâu đấy khoảng tầm 1-2 tháng đầu em bị kiểu bị sợ. Không là đến bây giờ thì bình thường thôi. Okay. Lăn lộn đúng khỏe. Công việc đầu tiên tại Eternal. Thời gian đầu mình vào tuyển anh em TV để làm page để viết news này. Làm đọc tin tức ở trên anh em news cộng với cả làm TikTok ở anh em TV TikTok. Sau đấy thì anh Chiều sau 1 tháng thử thì anh Chiều bảo là ok, TikTok bây giờ làm chúng mày cũng tạm tạm rồi. Thì bắt đầu chuẩn bị nội dung TikTok YouTube cho anh. Thì anh với Mạnh cùng lo cái video YouTube đầu tiên khá là gần nhau. Cái công việc nó cứ tiếp diễn đến bây giờ. Thì đến bây giờ thì làm TikTok anh em TV, làm nội dung page, tin tức hàng ngày cũng làm meme ở trên anh em TV, Facebook. Thế cả làm YouTube. Thế bây giờ
ngoài công việc ấy, anh em TV anh còn làm đảm nhiệm thêm vị trí gì không? Hiện tại thì mình đang trong một tháng intern cho đường hai chiều. Cũng là cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn. Thế bây giờ cho chọn, bắt buộc phải chọn thì sẽ thích làm việc ở cây nào? Đừng hỏi thế chết. Kiểu gì cũng mất một bên thì không được. Được. Thế là... hỏi em là chặt tay phải, chặt tay trái em chọn đi. Wow. Phải có hai tay chứ đúng không? Đúng. Tức là sẽ cố handle ở cả đúng hai rồi, bên đúng không? Đúng rồi. Wow, một câu hỏi rất là hoa hậu, một câu trả lời rất là hoa hậu. Chả hoa hậu, trời ơi. Kể tên ba người bạn thân nhất ở S-Channel từ ngoài anh em TV đi, tại vì suốt ngày làm việc cùng anh em TV rồi. Ok, thế thì ba người thân nhất ở S-Channel ngoài anh em TV. Thì anh Đức, anh Tân. Rồi, hai người rồi. Anh trai này nữa, anh Cường. Tại vì em hay ra nói chuyện với anh, em thấy nói chuyện với anh thân thiện nhất, dễ nói chuyện nhất. Chắc là ngồi gần nên là nó không chọn không nói thật đấy, tại vì là em nói chuyện với anh Tùng Chúa là ăn uống. Ông Chúa là theo anh Tùng đâu, anh Tùng đâu. Tùng Chúa La Liếm, thế thì tí nữa phỏng vấn Chúa La Liếm nhá. Chúa La Liếm lên hình rồi. Được, lên hình rồi, em xem cái link. Chắc bây giờ vẫn chưa muốn có người sự thật về có rồi, thế là chị chưa có xem rồi. Em đấy, chị em rồi. Anh Tùng thấy thân thiện nhất mà dễ nói chuyện kiểu tiếp nè. Bây giờ nếu nghỉ ở S Channel thì anh sẽ làm gì? Làm mình làm mẩy, làm con ngoan bố mẹ, làm cháu ngoan bác Hồ. Tức là chưa nghĩ chưa nghĩ là sau khi nghỉ. Mình thì bây giờ hiện tại vẫn còn đang đi học đại học ấy. Nên là cũng chưa có một cái dự định thì nó quá xa cả. Vẫn cố gắng hiện tại mục tiêu ấy là tốt nhất công việc MTV và anh tốt hơn nữa thì làm được cả đường hai chiều. Đấy, hiện tại mục tiêu trong tương lai gần là như thế. Rồi. Tương lai xa thì chưa có, tại vì chưa ra trường. Bây giờ đuổi ra ngoài làm thì chó nó nhận. Thế tiếp theo muốn ai là người lên số tiếp theo mời sự thật về 3 chấm? Hãy điền tiếp vào 3 chấm. Mạnh rồi. Còn ai nữa? Còn Mai Hoa Thu Hảo làm rồi, Mai Hoa Thu Hảo vắt làm luôn mà. Còn Dung Su. Thì Dung Su đi. Okay. Cameraman anh em TV. Phong Đinh chưa? Anh Phong Đinh chưa? Ông lâu rồi. Dung Su chưa quay. Trời ơi, bây giờ kể tên ai cũng làm rồi. Đấy. Đấy. Vậy thì anh Phong. Hãy theo dõi số tiếp theo. Vậy. Đúng rồi thì các bạn hãy chờ đợi một thời. Nào, hai bạn làm quả. Hãy chào lại. Hãy đây anh Phong Đinh đây ạ. À. Nào. Tiếp theo đây. Okay. Hãy chào theo phong cách của anh em TV với cả đường hai chiều nào. Nào phong cách của anh em TV nào? Anh em TV là kiểu đấy. Hoặc là không, thực ra thì mình cũng sẽ kiểu mỗi clip mình sẽ chào một kiểu như này. Thế còn hiểu. Sang đường hai chiều ngầu hơn thì sẽ chào kiểu gì? Đường hai chiều thì suy nghĩ gần đi. Mình đường hai chiều mới làm được mỗi clip TikTok và clip nào mình làm xong mình cũng kiểu kiểu ngầu hơn đúng không? Rồi, ok hơn. Kênh nó không phải là bye bye mọi người bye đi. Bye.